rồi. Và đây là video empties. Oh my god, this is so much. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình. Từ cái video trước đó là cái video rất là dài, như là suốt 45 phút hay nửa tiếng đúng không mọi người, suốt nửa tiếng đồng hồ. Chúng ta có một trò chuyện nói về cuộc sống, sinh sống, làm việc nước ngoài. Thì tới hôm nay mình mới quay trở lại chủ đề video về beauty. Sorry mọi người là mình đã miss cái cơ hội, cái timeline để làm cái May favorites. Nhưng mà thế mà nói nó cũng không có gì nhiều để nói cả. Nhưng mà ngày hôm nay mình có một cái chủ đề rất là hay để mình nghĩ là ok, mọi nó sẽ không quá dài. Đây là một đống trong đây và một đống ở trong đây nữa, đây một giỏ. Hai ba tháng nay mình đã cố gắng tự nhủ bản thân là không quăng cái đống này đi, để chúng ta có thể có được một cái video empties ngày hôm nay. Tại vì những video trước thì mình cứ quăng đi mất thì mình không nhớ. Và mình nghĩ là cái video empties nó sẽ hay hơn là cả video favorites. Tại vì trong đây là những cái sản phẩm mình xài hết cạn rồi. Và mình sẽ cho mọi người biết là mình có repurchase hay không. Tại vì nếu với cái collection của mình thì những cái nào mà mình thật sự mình mua lại thì nó sẽ đảm bảo là đáng đồng tiền cho mọi người. Ok, và chúng ta hãy bắt đầu nha. Ở trong đây thì chúng ta có skincare, makeup và hair care. Thì mình sẽ bắt đầu với makeup trước. Ok, mình sẽ pick em này là đầu tiên. Đây là Rare Beauty Brightener, Eye Brightener. Đây là cái concealer brightener, whatever you wanna call it, đầu tiên mà mình xài hết. Là mình thật sự là xài hết chứ không phải là mình quăng nó đi hoặc là mua cái mới. Tại vì thật sự mà nói thì mình rất là ít xài những cái kiểu base makeup này nọ. Mình chỉ xài một tí xíu thôi. Bởi vậy cho nên nếu mà khi mà mình xài hết cái này thì you know là nó rất là tốt và mình rất là thích. Mình thích là tại sao? Là tại vì như hồi nãy mình có nói mình không thích xài base makeup. Nhưng mà cái này nó rất là nhẹ và nó rất là tự nhiên. Nó như là da thật của chúng ta vậy đó. Nhưng nó chỉ làm cho chúng ta nhìn kiểu như là wide awake hơn, kiểu như là đêm qua ngủ suốt, ngủ đủ 8 tiếng này nọ các thứ đó, kiểu như vậy. Nó không phải là concealer nha mọi người. Nhưng mà thật sự mà nói là cái purpose của nó hoàn toàn đúng với cái mà mình tìm kiếm cho một cái sản phẩm dùng ngay vùng dưới mắt như vậy. Và cái cây của nó là cái cây metal như vậy, cho nên là khi mà buổi sáng mà khi mà chúng ta apply lên thì nó sẽ rất là mát và deep puff. Không hẳn, mình cũng không biết là nó có thật sự là có work cái chuyện deep puff hay không, nhưng mà cảm giác rất là phê. Cho nên mình rất là thích. Và màu mình xài là light medium và mình đã mua lại cây mới rồi. So cái tip ở đây là cái cây Dior Lip Glow. Mọi người cũng đã biết Dior Lip Glow là một trong những cái lip favorite của mình bao nhiêu năm nay rồi. Cứ hết thì mua lại, hết thì mua lại. Nhưng mà lần này mình không chắc là mình có mua lại hay không. Tại vì thứ nhất là mình không thấy có một cái deal nào tốt để mà cái giá tốt để mình mua. Và cái thứ hai là nhà này mình thích cái cây Bobbi Brown này hơn, cũng là một cái favorite, một cái MC rồi. Đây là cái cây mới mình mới mua lại nha mọi người. Và đây là cái màu Raspberry. Thì mình cảm quan là cái chất của Bobbi Brown này nó mềm hơn và nó hydrating hơn là cái Dior Lip Glow. Dior Lip Glow thì cái màu nó stain lại, nó ẩn lên cái môi của chúng ta sẽ nhiều hơn là cái cây Bobbi Brown. Nhưng mà cái màu Raspberry của Bobbi Brown mình rất là thích, cho nên mình nghĩ là mình sẽ tiếp tục xài cái Bobbi Brown chứ không phải là Dior Lip Glow. Kế tiếp là một sản phẩm son chứ không phải là kiểu lip balm nữa. Và mình rất là sốc là lần đầu tiên một sản phẩm lip product mà mình thật sự là xài hết. Cây Loli Glow Tint của Fila, hoàn toàn không quảng cáo. Đây là màu Outer Space, là màu mà mình xài hầu như là mỗi ngày, đi đặc biệt là đi gym này nọ các thứ. Thì mình rất thích cái này tại vì đánh rất là dễ, rất là nhanh gọn lẹ, đánh một giây xong là bỏ chạy thôi. Như nó hoặc là bỏ vào trong bóp và cứ cái màu này, cái màu nó rất là hợp với da của mình. Nó màu kiểu tông hồng, những khoảng hồng chói, mọi nó kiểu như là muted rose, cho nên nó sẽ dễ đi với lại nhiều tông da khác nhau. Nó kiểu như là cái làn môi màu hồng của da môi mình vậy đó mọi người. Và nó rất là mịn, rất là dễ apply, nó hơi glow nhẹ nữa. Và nó có cái tint trong đây, cho nên đặc biệt khi mà chúng ta đi tập gym, chúng ta không make up hay chúng ta đánh cái này lên thì sau khi tập gym xong kiểu như là bình thường nó sẽ trôi hết tất cả mọi thứ, thì nó cũng còn một cái lớp stain, lớp tint á, nhìn đỡ bị kiểu như là chết trôi á mọi người. Cho nên mình rất là thích cây này, bởi vậy cho nên mình đã xài hết rồi và mình mua lại hai cây mới. Kế tiếp thì ở đây chúng ta có, đây là cái cây mà mình nghĩ mọi người cũng đã biết rồi, đây 24 hour setter của Benefit, một trong những cái loại brow gel mà mình nghĩ là hardcore nhất thị trường. Hiện so far mình xài thì chỉ có mỗi cái cây Too Faced là hardcore hơn nó mà thôi. Ngoài ra thì mình nghĩ đây là một trong những cái brow gel mà giữ shape của ai mà có những cái cọng lông mày mà dài á thì nó giữ shape rất là tốt. Đây là cái cây, I don't know, mình nghĩ là mình
mình đã xài 3-4 cây rồi và hiện tại là mình còn thêm 3 cây backup nữa. So, yeah. Rồi kế tiếp là mascara. You're in for a treat because I have this. Trong đây mình sẽ nói cây drugstore trước. Đây là cây Holy Grail của mình đã xài từ những năm mà mình học đại học, những năm đầu học đại học lần đầu tiên của mình ở Mỹ. Đây là cây L'Oreal Telescopic False Lash. Nhưng mà đây là cái cây OG của mình và mình cực kỳ thích nó. Rất là tơi, rất là dài mi. Nói chung là đánh lên thì nhìn như là mi búp bê vậy đó và mình rất là thích. Và đây là drugstore nữa, so I love it. Range Sephora thì thứ nhất là Roller Lash của Benefit. Đây là một cái cây nhưng mà mình có nói là cái kiểu như là bạn cũng biết là kiểu như lông mi nó cũng khá như tóc, là cứ có một ngày là good hair day, bad hair day ấy. Thì today is a bad hair day by the way. Nên những ngày mà bad lash day á thì mình chỉ cần biết là mình sẽ, nếu mà dùng cái này thì đúng nghĩa là foolproof, là chắc chắn ăn tiền ấy. Nó sẽ không bao giờ mình thất vọng kiểu như vậy. Không phải là kiểu như là best mascara, nhưng mà là kiểu đúng nghĩa là mascara sẽ không làm mình thất vọng ấy. Và nó rất là tốt cho cái mi dưới. Mình rất là thích sử dụng cái mi này. Nó làm nó sẽ coat từng cái sợi mi rất là tốt. Và nó cũng khá là mảnh, cho nên nó sẽ không có kiểu làm lem nhiều ấy. Và cái formula của Benefit, của mascara của Benefit thì lúc nào cũng rất là long lasting. Và kế tiếp đó là cái Holy Grail của mình dạo gần đây. Mình nghĩ là chắc chắn là trong cái video là Best Makeup of 2023, chắc chắn mascara sẽ có cái này trong đây. Đây là cái Tripping Mascara của Tarte, tên là Tartelett. Mình cực kỳ thích xài Tripping Mascara dạo gần đây. Mình xài mỗi ngày luôn. Lý do là tại vì mình rất là ghét phải tẩy mascara. Lông mi mình cũng khá là nhiều, cho nên khi mình xài mascara lên thì nó rất là nhiều ấy. Và khi mà tẩy thì cũng mệt đấy. Bởi vậy cho nên khi mà mình xài Tripping Mascara thì mình chỉ cần tẩy trang khuôn mặt, tẩy sunscreen đi, và mình chỉ cần rửa dưới nước thì nó sẽ trôi theo nước luôn, trôi theo dòng nước mà đi. Này mình cũng có xài nè, là nó coat cái coat mi của mình rất là như vậy nữa. So yeah, và giữ cái độ cong của mi khá là tốt chứ không có bị trĩu xuống. Những cái loại tripping mascara khác mình xài y như là không xài vậy, mọi người xài nó rất là vô thưởng vô phạt ấy. Còn cái này xài mình cũng nhớ nó rất là tốt cho mình, rất là thích. Nhưng mà mình hiểu là cái formula của tripping mascara thì nó sẽ không phải là phù hợp với tất cả mọi người. Sẽ có người thích, sẽ có người không thích. Cho nên nó có một cái mini size các bạn có thể thử nếu mà các bạn muốn. Và mình đã xài, đây là cái cây thứ, mình đã xài hai mini size, một cái full size luôn rồi. Ok, và kế tiếp là một cái cây mascara. Một trong những cây mascara, mình nghĩ đây là cái cây mascara mắc nhất cuộc đời mình từng mua. Đây là cây của Byredo. Mình mua, phải thú thật mọi người là I was just a sucker for this packaging. Tại vì it's so pretty. Nhìn nó lạ ấy. Kiểu đỏ rồi này nọ. I don't know, it's just so pretty. Và cái cọ của nó rất tốt nha mọi người. Đây là một trong những cái loại cọ tốt nhất của mascara. Và trust me, mình rất thích mascara và mình xài mascara rất là nhiều rồi. Và đây là một cái loại cọ mà mình chỉ cần nhìn cái cọ thôi mình biết là nó sẽ rất là tốt ấy. Nó sẽ, đúng nghĩa là nó sẽ coat từng sợi mi luôn á mọi người. Nhưng mà lý do tại sao mình không mua lại cái cây này đó, tại vì là thứ nhất là nó rất là mắc, nhưng mà thứ hai là nó lại nhanh khô cực kỳ luôn. Kiểu chỉ cần mình xài nó nhá, xong rồi chưa đầy một tháng đâu là nó đã khô mất tiêu rồi. Và với cái giá tiền như vậy mà nó khô nhanh như vậy, mặc dù mình là người thích cái dry formula của mascara chứ không phải là mình thích wet mascara đâu, nhưng mà nó khô theo kiểu là nó khô đét lại luôn ấy. Và chưa được một tháng mà nó đã khô như vậy, không xài được rồi thì nó lại quá phí đồng tiền, cho nên mình sẽ không mua lại cái cây này nữa. Hiện tại đã hết rồi, nhưng mà chúng ta sẽ đi tới skincare. Ok, món này đều là skincare empty hết. Đầu tiên chúng ta có micellar water của Bioderma, không có gì để nói thêm nữa. Mình không dùng micellar water nhiều để tẩy trang, mình dùng sáp tẩy trang hoặc là dầu tẩy trang, tại vì mình rất là sợ kiểu như là tác động lực lên da, làm những cái micro mà những cái tổn thương không cần thiết cho da mà mắt thường chúng ta không thấy được. Nhưng mà micellar water vẫn là một cái rất là cần thiết để có trong nhà hoặc là đem đi du lịch theo, cho nên mình luôn mua một cái chai nhỏ như vậy để có thể đem tiện cái travel size ấy. Và những cái micellar water thì đối với mình thì đây là một trong những loại mà hiệu quả nhất, nhưng mà lại không làm da cảm thấy khó chịu rồi nọ. I mean, it's the best. So, ở đây là cái chai Isn't Tree Green Tea Fresh Toner.
Thì ở đây mọi người thấy còn tí là cái chai thứ hai, cái chai thật sự là empty là mình đã quăng luôn rồi. Vì ban ngày thì mình sẽ không dùng sữa rửa mặt. Sau khi ngủ dậy mình sẽ không dùng sữa rửa mặt, mình sẽ rửa bằng nước thôi. Sau đó thì mình bởi vậy cho nên mình sẽ dùng cái những cái loại toner mà nhẹ như nước và nó có tí kiểu như là làm sạch đấy, kiểu lau được chứ không phải là kiểu toner essence kiểu dưỡng đặc nha mọi người. Thì mình rất là thích dùng cái này để mà mình lau lau mặt. Sau đó thì mình sẽ dùng tới cái LED mask, cái red light therapy của mình. Tại vì mình có đọc một cái research nó rất là nhỏ, cho nên không biết là có legit hay không, tại vì nó rất là nhỏ, cái trong cái scale chỉ vài chục người phụ nữ thôi, thì xem là khi mà họ có xài những cái tinh chất trà xanh thì khi mà họ dùng cái red light therapy nó sẽ có hiệu quả hơn. Cho nên từ sau khi mà mình đọc cái research đó thì mình lúc nào cũng lau mặt bằng cái green tea toner này trước, sau đó mình sẽ dùng cái red light therapy mask của mình. Và đây một trong những cái không biết nói gì hơn là nó làm sạch da và thoáng, da thoáng hơn, không làm kích ứng da, da rất là dịu. Ngay cả những ngày mà tối trước đó dùng tretinoin thì thấy nó cũng chẳng có gì irritating hết, cho nên nha. Yeah. Rồi cái tiếp thị kèm chống nắng, kèm chống nắng ở đây thì mình còn cái nữa là cái tube cũng của Isntree, cái mọi người đều đã biết rồi, thì nói tên là cái hyaluronic acid sunscreen. Mình sẽ insert cái hình ở trên màn hình. Và hai cái chai này nữa, cái Beauty of Joseon, đây là cái chai mới mua lại. Lý do mình mua cái chai này là tại vì cái Beauty of Joseon và cái Isntree khá là gần với nhau. Đương nhiên là nó có sự khác biệt, nhưng mà đối với mình theo cái cảm quan sử dụng của mình trong thời gian thì nó cũng khá là gần với nhau. Tuy nhiên cái Isntree nó mỏng hơn là cái Beauty of Joseon, nhưng mà cái Isntree thì nó khá là theo cái kiểu là nó sẽ nằm ở trên bề mặt da nhiều hơn ấy. Còn cái Beauty of Joseon thì sau một thời gian nó sẽ thấm. Trước đây thì mình rất là thích repurchase, rất thích xài cái đó, nhưng mà sau khi mà mình dùng cái MediHeal này thì mình không repurchase cái đó nữa, mà mình đã mua lại một cái tube mới của cái này. Đây là cái new find. Đây là cái kem chống nắng mình mới tìm ra và đây là cái chân ái của đời mình. Đây là của MediHeal Water Drop Daily Sun Serum. Cái thứ nhất là texture của nó mỏng, còn muốn mỏng hơn cả Isntree và Beauty of Joseon nữa mọi người. Nó rất là mỏng, thấm rất là nhanh, apply like a dream. Nói chung là rất là mịn mượt, mọi người biết là thiệt, nó như là kem dưỡng vậy đó. Đó, like a lotion, nhưng mà là kiểu serum lotion luôn, kiểu rất là mỏng mà cũng thấy vậy. Và để là một cái texture, một cái finish của nó là kiểu hơi satin một tí, không quá glowy nhưng mà cũng không phải matte. Đó là một cái finish như lotion vậy đó, mọi người cũng nghĩ đó là một cái serum lotion. Rồi, cái mà mình thích đó là tại vì đây là cái kem chống nắng Hàn Quốc đầu tiên với cái texture đẹp như vậy mà mình thấy được là SPF của nó cực kỳ cao, là cái thứ nhất. Nếu mà các bạn quan tâm tới vấn đề sắc tố, mình nghĩ là mọi người cũng đều biết, những ai, nhất là những ai mà xài treatment nữa thì rất là quan tâm tới không phải chỉ là SPF mà còn phải quan tâm tới PA, là PPD nữa. Đây là cái kem chống nắng mà có chỉ số PPD cao nhất mà mình từng thấy của ở kem chống nắng hàng, và có cái texture đẹp như vậy. Cái chỉ số của nó lên tới hơn 35, là 35 cộng, là đã được verify rồi. Và cái chỉ số đó rất là cao, bình thường mình thấy kem chống nắng hàng đâu tầm 19 là đã được ca ngợi là cao rồi. Bởi vậy cho nên đây là cái favorite của mình. Tiếp tới mình sẽ nói tới eye cream nhá, mình sẽ nói tới kem mắt nhá. Ok, và kem mắt ở đây mình có 3 kem mắt khác nhau. Cái thứ nhất là cái Sowasu, cái thứ hai là cái của Ole Henriksen, và cái thứ ba là cái SkinCeuticals. Và da mắt của mình nó rất là khó chịu, cho nên mình phải xài eye cream, và mình phải xài eye cream khá là, không phải, mình sẽ không nói là phải xài cái mắt tiền, nhưng mà phải xài một loại mà khá là tốt. Có một thời gian mình ngưng xài eye cream tại vì mình tin theo trên mạng là bảo là xài moisturizer là được này nọ các thứ, nhưng mà đối với mình thì bản thân mình nó không có work theo như vậy. Có thể nếu mà các bạn có thể xài kem dưỡng mặt kiểu moisturizer làm kem dưỡng mắt luôn được và nó work với các bạn thì congratulations, các bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền, nhưng mà với mình thì nó không thể như vậy được. Mình phải xài kem mắt, và sau cái khoảng thời gian mình không xài như vậy thì tự nhiên kem mắt mình nhìn nó có những cái nếp nhăn li ti nọ các thứ và nó khô hơn hẳn luôn. Apply concealer như thế nào, cái loại nào đi chăng nữa thì nó vẫn khô và nó vẫn hằn này nọ các thứ, mình rất là buồn thời gian đó. Và sau đó mình phải xài lại kem mắt này nọ, mình phải dưỡng lại rất là nhiều thì kem mắt và mắt mình nó mới khôi phục lại được trộm vía một tí á mọi người. Cho nên sau đó thì mình rất là quan tâm tới chuyện kem mắt. Cái này là COSRX Advanced Nail Peptide Eye Cream. Đây là một cái kem mắt affordable trong cái dàn
ngày hôm nay thì đây là cái mà mình sẽ không repurchase tại vì it doesn't work, không có quốc tế nào cả, không có tác dụng gì cả, quăng đi. Rồi kế tiếp đây là SkinCeuticals. Nếu mọi người có xem best skincare of 2022 của mình thì mình cũng đã biết đây là cái best eye cream trong lòng mình rồi. Mình vét tới tận cùng, không còn chút xíu còn vét được. Thì có mua lại hay không thì có ạ, tại vì this is the best. Khi mà các bạn xài nó xong thì các bạn ngưng, các bạn sẽ cảm thấy là có một sự khác biệt, nó dưỡng rất là tốt. Đặc biệt là những ai mà có làn da mắt mỏng như mình nữa thì đây là cái kem mắt mà specifically target cái chuyện là cái khi mà da chúng ta lão hóa thì nó sẽ mỏng hơn, vậy cho nên nó rất là tốt cho cái chuyện đó. Kế tiếp đây là cái Ole Henriksen Banana Bright Eye Cream. Mình rất là thích xài ban ngày tại vì thứ nhất là nó có vitamin C. Ban ngày mình rất là thích xài vitamin C để chống lại radiation. Và you know, và cái này nó có cái Banana Bright, nó kiểu như là nó hơi có nhũ vàng trong đó thì nhìn cái mắt của chúng ta nó sẽ sáng hơn, nhìn kiểu wide awake hơn, đỡ mệt mỏi hơn và kiểu it does the job. Và ba mình xài hết rồi. Và yeah, nếu mà mình có mua lại hay không thì mình nghĩ là mình sẽ mua lại, nhưng mà khi mà mình kiếm được một cái set mà đi đôi hai cái này với nhau thì mình sẽ mua, tại vì tiếp mình sẽ nói tới cái này sau nhé. Rồi cái cuối cùng đây là cái Suwasu eye cream. Đây là một cái eye cream tinh chất nhân sâm và có retinol trong đây. Mình rất thích cái eye cream này nha mọi người, nhưng mình đang xài cái Beauty of Joseon Eye Serum cũng có retinol với lại tinh chất nhân sâm trong đó, cho nên mình nghĩ là nó sẽ khá là giống nhau tại vì trong đó đã có cái treatment mạnh retinol rồi, cho nên mình sẽ tiếp tục xài cái Beauty of Joseon mà sẽ không repurchase cái này tại vì mua cái này là xong là hết tiền rồi. Nãy mình có nhắc tới cái này, đây là cái Ole Henriksen Strength Trainer Peptide Boost Moisturizer. Thì cái kem dưỡng này rất là nice, xài rất là phê, rất là thích, rất là xịn, rất là mịn, hội đủ mọi yếu tố của một kem dưỡng ban đêm cần thiết nè. Hoặc là nếu mà các bạn sống một môi trường nước ngoài không quá nóng như là châu Á mình vào mùa hè năm nay thì các bạn cũng có thể xài ban ngày luôn. Không có gì để nói nhiều hơn là mình rất là thích cái kem dưỡng này. Ole Henriksen sẽ có một cái set hai thằng này đi chung với nhau với một cái chai toner nhỏ nữa, thì cái chai đó mình không có xài nhiều, sometimes thôi, nhưng mà hai cái này mình rất là thích cho nên nếu mà kiếm được set thì mình sẽ mua lại. Rồi kế tiếp thì chúng ta có Suwasu Concentrated Ginseng Cream, one of the best night creams mình từng xài. Không có gì diễn tả được hơn ngoại trừ chuyện là nó làm cho da mình rất là glowy, rất là căng mọng và da rất là firm, nói chung là rất là xịn sò. Và mình có repurchase hay không thì có, mình đã mua lại luôn rồi. Đây là một cái kem dưỡng rẻ tiền thôi, không mắc lắm. Đây là của Ilion, của hàng là Ceramide Ato Concentrate Cream. Mình thì không xài cái này nhưng mà đây là favorite của Julius. Và cái hũ này nó to chà bá, nó ú ụ luôn á mọi người. Nó rất là to, nó tới 200ml lận mọi người ơi. Nhưng mà và đây đó là cái tuyết thứ hai của anh chàng rồi và he loves this. Cho nên yeah, nếu mà các bạn có bạn trai hay chồng mà kiểu rất là skincare thô giản thì các bạn có thể Rồi đây là cái Suwasu First Care thế hệ thứ 6, là cái thế hệ có nhân sâm. Cái Activating Serum là tiền serum mà I mean cái First Care mọi người đều biết rồi, mình không cần phải nói nhiều thêm. Và mình sẽ link những cái video mình có review kỹ hơn về những cái sản phẩm này của Suwasu. À và disclaimer là cái video này hoàn toàn không có một cách nào là sponsor or anything luôn nha mọi người. Và đây là cái chai này đã hết rồi, và mình có mua lại hay không thì câu trả lời có. Nói chung là khi mà xài các bạn sẽ thấy là da nó ẩm hơn và nó khỏe hơn. Đó là những cái mình rất là thích, cho đặc biệt là cái ban ngày thì mình xài nó thấm rất là nhanh nữa, và mình rất là thích cái mùi sâm. Đây là cái serum của Zoe là Daily Power Defense. Đây đã là cái chai thứ hai của mình rồi, một trong những cái loại serum phục hồi phê nhất. Nếu mà da của các bạn rất là cần phục hồi, mà da các bạn xài tretinoin nhiều, các bạn cần phục hồi thì cái đây là một cái serum rất là tốt. Và nếu mà các bạn xài ban ngày thì nó có thể thay thế cho kem dưỡng, tại vì nó cũng khá là đậm, nó kiểu như là texture như lotion vậy đó. I like it. Nếu mà có repurchase hay không thì mình không sure, tại vì hiện tại mình cũng khá nhiều sản phẩm để có thể combat với lại tretinoin để giữ. Hiện tại thì nói chung là vẫn khá trộn biến, cũng ok. Xài tretinoin đang xài mạnh hơn, mình không còn xài retinol nữa, cho nên hiện tại thì da sẽ tùy lúc, có lúc nó trộm vía, có lúc thì nó sẽ hơi bong nhẹ, và đôi lúc thì nó sẽ purging như vậy, một cục ở đây và một cục dưới đây, but it's okay, that's how it is. Rồi sản phẩm mà đây đó là cái chai, mình không biết cái chai thứ mấy, chắc đã là cái chục chai mình xài rồi bao nhiêu năm trời rồi, The Great Barrier Relief của Cray Beauty.
My skin loves this. I will never be away from this. Yeah, không có gì để nói nhiều hơn. Nếu mà da các bạn là thuộc loại da mỏng hay nhạy cảm hay kích ứng hay ỏng ẻo thì các bạn sẽ rất cần cái này trong cuộc sống của bạn. Cũng là Crave Beauty thì đây là một cái tube mới, cũng là Matcha Hem Hydrating Cleanser, cũng là một trong những cái cleanser mà mình xài nhiều nhất trong cuộc đời mình. Mình nghĩ là chắc cũng là cái tube thứ 7, thứ 10 gì rồi. Does the job. Rất là thích, dịu nhẹ, rửa cũng rất là không hẳn là sạch kinh kít nhưng mà nó sạch ấy, nó đủ sạch, nó không phải là da, nói chung là nó rất là đủ sạch và không làm gây kích ứng da, ngay cả những ngày mà da khô và khó chịu nhất thì vẫn rất là ok. So Glow Recipe Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops, đây là một cái cũng rất là nổi tiếng, cũng rất là viral trên TikTok, là một cái niacinamide serum mà nó có một cái texture làm cho da kiểu nhìn căng bóng hơn ấy. Mọi người hay gọi nó là không phải chỉ là skincare mà khá như là một cái glow, một cái glowy primer. Bởi vì cho nên mọi người rất là thích dùng nó trước khi make up, thì mình cũng thích nó với mục đích như vậy. Ngày nào mà thấy mà da đang hơi khô quá, kiểu rất là yếu xìu và cần da nhìn nó có một cái độ glow hơn thì mình sẽ dùng cái này. Và mình có repurchase hay không thì đây là cái chai mình đã repurchase, tại vì cái chai full mình đã quăng đi rồi. Cái tiếp là một cái chai chấm mụn ISO của Acne Doctor First Speedy Spot, một cái chai khá là nổi tiếng, cũng thấy nó work thật sự ấy. Mình nghĩ là khi mà nếu mà trong cái chu kỳ đạn đỏ hoặc là lúc mà bị purging của tretinoin hay retinol này nọ các thứ, mình nghĩ là mình hiện tại thì mình thấy là nếu mà mình xài cái Effaclar Duo cộng của La Roche Posay hoặc là bản thân tretinoin thôi thì nó đã clear up những cái đó còn nhanh hơn là cái thằng này nữa. Cho nên nếu mà gọi là có mua lại hay không thì mình nghĩ là không. Tiếp theo là Sisaplast Balm B5 của La Roche-Posay, không có gì để nói thêm nữa. Cult favorite, mình nghĩ là bất cứ ai cũng nên có trong cái tủ thuốc trong nhà, không phải chỉ là để apply lên da khi mà da các bạn bị kích ứng, da các bạn cảm thấy raw hay là kiểu nó đang rất là với lại môi trường, khí hậu, thay đổi cuộc sống, bla bla bla, các thứ. Các bạn apply lên thì nó sẽ rất là dịu da hơn, ngủ dậy thì cảm thấy là da nó đỡ bị nổi xung thiên hơn, nó sẽ dịu lại hơn. Nhưng mà mình cũng rất là muốn lúc nào cũng có nó trong nhà, tại vì ví dụ như là bị bỏng nhẹ hay là bị cái vết gì đó mà gãi, mà hơi gãi hơi lố tay hay là gì đó trên người nữa thì bôi lên nữa thì nó cũng rất là tốt nữa. Đây là cái chai Element, các bạn có thể mua trên Amazon, mình có thể link bên dưới. Mình không biết là Việt Nam mua đâu được. Nói chung đây là một cái dupe của cái chai Tower 28. Sản phẩm skincare cuối cùng đó chính là body care mà mình đã xài hết. Và đây là cái chai thứ hai mình mua, đây là cái Skin Cotton Deep Repair Body Cream. Hiện tại thì mình chỉ xài hai loại body cream hiện hai loại body care hiện. Một cái là cái dầu dưỡng, cái dầu dưỡng của Nuxe mà mình có nói trong video trước, và cái thứ hai là cái lotion này. Thì cái lotion này chắc chắn nó sẽ, cái lotion này nó nhẹ như vậy nè, thì mình cũng đã nhắc tới một lần rồi, không biết mọi người có nhớ hay không. Thì đó, thì đây là đó là hai cái loại body care mà mình xài liên tục hiện tại, và cái chai này hết thì mình mua lại nha. Thì nó thấm rất là nhanh và nó dưỡng cũng rất là tốt mọi người, không có cảm giác khó chịu này nọ. Và cái mùi nó rất là nhẹ thôi, cái nó cũng không có gì đặc sắc lắm nhưng mà cũng không có khó chịu. Cho nên nếu mà các bạn nào không thích mùi nặng quá thì các bạn có thể xài cái body care này. Rồi chúng ta sẽ tới cái túi hair care treatment trước, tại vì treatment là những cái chai nhỏ nhất và mau hết nhất. Bonding treatment thì hiện tại K18, K18 vẫn là best, vẫn là cái thằng có công nghệ tốt nhất, nhưng mà nó cũng là một trong những thằng mắc nhất. Và vậy cho nên thường thì mình sẽ xài cái này tầm cái 2 tuần đầu tiên sau khi mà mình có tẩy tóc xong. Sau đó thì để duy trì thì mình sẽ dùng cái bonding treatment của Living Proof Triple Bond Complex. Cái texture của cái thằng này nó sẽ đẹp hơn là của thằng K18, nó sẽ ít bị hao hơn này nọ các thứ, và nó dễ dùng hơn là K18 nữa. Nói chung là nếu mà các bạn nào mà không tẩy tóc không gì nhiều quá, không có cần kiểu đúng nghĩa là phải oh my god cứu tóc tôi hoặc là một cái gì đó mà phải ép phê nhất á, thì các bạn chỉ cần xài Living Proof là đã khá là ok rồi. Cái tiếp đó là chai Leave-In Conditioner cộng với lại Heat Protectant của Kérastase. Đây là chai Chroma Absolute
so good, cực kỳ tốt. Và mình có mua lại hay không, hiện tại thì mình chưa, tại vì mình đang thử những cái loại khác nữa cho nên mình chưa mua lại. Nhưng mà đây là một trong những cái chai rất là tốt nha mọi người. Cái leave-in conditioner trong những cái mà mình cảm thấy là nên dùng khi mà sau khi các bạn gội đầu xong ấy, thì tóc mình nó sẽ đỡ bị khô hơn. Tại vì sau khi mà các bạn gội đầu xong thì tác động với nước, và sau khi nó khô đi thì những cái hydration nó sẽ biến mất theo, thì chúng ta cần phải cái leave-in conditioner để seal in nó lại. Thì bởi vậy cho nên cái chai đó rất là tốt và nó dưỡng ẩm tốt nè. Đừng xịt nhiều quá nó sẽ hơi nặng tóc, nhưng mà nó rất là tốt về cái chuyện đó. Trên cái note về cái xịt sau khi gội xong thì đây là cái chai World Dream Coat. Vẫn là một trong những best hair care products mà mình rất là thích. Mình rất là thích xịt nó trước khi mà mình blow dry tóc của mình, tại vì nó sẽ làm tóc bóng hơn và mượt hơn, và nó sẽ tạo một cái màng nhìn cho tóc chúng ta bóng bẩy, mềm mại này nó các thứ hơn. Đây đã là cái chai thứ hai mình mua lại rồi, và nó có cái chai to nữa, mình có cái chai to luôn. Nó chai to như vậy thì sẽ tiết kiệm được hơn rất là nhiều mọi người ạ. Nên nếu mà các bạn muốn, các bạn có thể thử cái chai nhỏ này trước, và sau đó các bạn có thể mua cái chai to và cứ tiếp tục chiết qua nếu mà các bạn đi du lịch cần đem theo. Rồi cái tiếp nữa thì ở đây thì mình có hair oil. Đây là cái chai mới, cái chai mà thật sự cái chai empty luôn rồi, mình đã quăng đi rồi, tại vì cái chai glass này nó rất là nặng và rất là nói chung là mình quên á. Mình quăng đi rồi, nhưng mà mình show các bạn cái chai mới này. Đây là một trong những cái best hair oil mình thấy rất là thích, tại vì nó rất là bóng tóc, nó rất là thơm nữa, và nó không làm tóc của chúng ta bị nặng quá, nó không làm bết tóc. Rất là thích hợp để dùng cho cái phần đuối tóc của chúng ta, và những cái ngày sau khi mà chúng ta gội xong, chẳng hạn như là ngày thứ 3 sau khi gội, day 2, day 3 này nọ các thứ, thì rất là tốt để revive lại cái độ sáng của tóc của chúng ta. I love this. Đây là cái chai mới, tại vì cái chai mình đã quăng đi rồi. Đây là We detox shampoo. Không có gì để nói nhiều, một trong những loại detox shampoo tốt nhất khi mà các bạn xài thì da đầu sẽ rất là sạch, tóc sẽ nhìn nó sẽ bóng hơn, không làm khô tóc, mùi cũng rất là dễ chịu. So yeah, does the job very well. Cũng là của brand We này, đây là cái chai Heat Protection Spray, là chai xịt để mà bảo vệ nhiệt khỏi tóc. Thì nói chung nó cũng tốt, cũng không có gì kiểu như là chê, không có gì để chê và không có gì để complain, không có gì để... Nhưng mà cũng không phải là kiểu như là ồ wow quá. Nói chung là sẽ không phải là kiểu mà mình sẽ cực kỳ trung thành với nó ấy. Nếu mà có cái gì đó khác thì mình sẽ thử cái khác, hoặc là có gì đó tốt hơn mình sẽ nhảy qua cái đó. Nhưng mà nếu mà các bạn có muốn mua, các bạn muốn thử thì yeah, it's good. Nó sẽ có thể bảo vệ nhiệt lên đến 450 độ F và 232 độ C. Nó là cái dạng xịt hết rồi, không còn gì hết. Nhưng mà dạ, nó là cái dạng xịt. Thì lý do nó sẽ khác với lại cái dạng xịt nước hoặc là cái dạng xịt khí này là sao. Dạng xịt nước này thì các bạn sẽ rất là thích hợp khi mà các bạn gội đầu xong và các bạn sấy tóc, thì nó sẽ xài cái này sẽ rất là thích hợp. Còn cái dạng xịt khí này, khi là tóc mình khô rồi đúng không, ngày thứ hai mình cần uống tóc hay này nọ đi, thì tóc đang khô lên mình xịt cho nó ướt lại, thì mình sẽ xài cái dạng xịt khí này nha mọi người. Ok, so cái tiếp tương tự như vậy, đây là cái chai của Living Proof. Đây là chai Flex Hair Spray, thì đây là cái loại cũng khá là đặc biệt. Nó là kiểu như là spray primer cộng với lại finishing spray, thì nó đơn giản, nó dễ hiểu là nó là kiểu như là xịt bảo vệ nhiệt cộng với lại hairspray chung với nhau. Chúng ta không nên xịt hairspray trước khi mà chúng ta xài những cái chẳng như là curling iron này nọ các thứ, tại vì nó sẽ rất là dễ làm hỏng tóc ấy. Nó sẽ làm hỏng tóc còn nhiều hơn là các bạn chỉ xài cái curling iron không thôi nữa. Nhưng mà đây là cái dạng hairspray mà có bổ sung thêm cả cái heat protection trong đây nữa. Rất là thích hợp để khi mà các bạn cần one and done kiểu nhanh, thật là nhanh, chứ mà xịt một cái này xong rồi cuốn thì nó sẽ vừa bảo vệ khỏi nhiệt, và nó có một cái kiểu như là nó hơi cứng lại như là hairspray vậy đó, thì cũng giữ cái tóc tốt hơn nữa. Thì mình nghĩ là đây là một trong những sản phẩm rất là thích hợp để đi travel, và cái size là mini size, cái travel size của nó, cho nên mình sẽ mua lại để mà mình khi mà mình đi travel mình sẽ đem nó theo. Hai chai cuối cùng, đây là hai chai dry shampoo của nhà Living Proof chung với nhau, không có gì, không phải là hai brand khác nhau mà là chung brand. Nhưng mà đây là cái chai cũ và đây là cái chai loại mới, cái best dry shampoo ever, best mà mình từng xài và mình tiếp tục mua lại. Và vậy thì giữa chai cũ và chai mới thì chúng ta mua lại chai nào, thì chúng ta mua lại chai mới nha mọi người. Tại vì chai mới nó tốt hơn rất là nhiều, nó làm sạch rất là tốt, nhưng mà quan trọng của điều là nó rất là mỏng và nó rất là nhẹ. Các bạn sẽ không cảm nhận nó trên da đầu, nó sẽ không làm cái cảm giác mà khó chịu, cũng không để là cái lớp trắng thấy gớm ở trên da đầu của chúng ta mà để người khác nhìn vào sát kiểu ui trời nó dơ kìa như nấu. Và cái nói chung là nó thơm nữa, và nhá, và các bạn xịt lên thì nhìn đúng nghĩa là như một cái khi mà chúng ta mới gội đầu xong. Mình mua chai nhỏ đó, mình thử xem nó có tốt hơn cái chai cũ hay không. Thì nó tốt hơn rất là nhiều, cho nên mình sẽ tiếp tục mua lại cái chai.
mới này. Thế và mình hy vọng là các bạn thích video này. Và mình phải nói rất là nhanh tại vì mình không muốn cái video nó kéo dài ra và mọi người phải ngồi đây mãi mãi với mình, you know. Và mình hy vọng các bạn thích video này. Và nếu mà các bạn thích thì tầm vài tháng nữa mình sẽ cố gắng để dành được làm thêm một cái video mới cho mọi người. Và cái đầm ngày hôm nay rất là xinh. Cái đầm linen mình mặc như vậy, rất là đơn giản, em rất là xinh. Ok, và hẹn gặp lại mọi người. Đây một cái nơ màu đen. Hẹn gặp mọi người trong video kế tiếp. I'll see you guys later.